Rồi cái này. Rồi nè các bạn. Nó nhảy nè. Bạn thấy không? Cá trên đây cá khủng không nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm qua các bạn, mình có làm một ít mồi đặt lợp cá dừa. Mình lên trên khu vực này nè. Ở đây dưới dài dài lên mấy cái đường gạch này nè các bạn. Mình đặt tầm mười mấy cái lợp. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thăm cho các bạn xem nha. Ở đây ngạn vào nước nó lên nè các bạn. Ở đây mình đặt có cái lỗ này có con cái nè. Có con gì không? Ở đây thì cũng hên xui các bạn ơi. Đây có nha các bạn. Có nè mà không biết nhiều hay ít thôi. Ồ im. Quá xá rồi các bạn ơi. Cá đây nó không được bự nhưng mà nó đều nè các bạn. Rồi rồi nhóc hết trơn nè. Cái này mười mấy con ạ. Mười mấy hai chục con các bạn. Hôm nay thì mình cũng đi đặt một mồi ốc ma nữa các bạn. Quá trời đá luôn. Lỗ này một. Để mình biết mình vô trong dài dài mấy chỗ này mình đặt đó. Ờ nước nó còn nhiều. Đây nè, đâu đây con cái. Ừ, cá các bạn ơi, cá bự không rồi các bạn ơi. Đây nè. Cá quá bự luôn. Ừ, cá khủng không các bạn, có ghẹm. Có ghẹm nữa nè. Cá khủng không à. Này giờ mà đổ ra nó đã. Ồ. Mũi nó cắn. Lên khu vực này là mũi dữ lắm nha các bạn. Quá trời mũi luôn. Ở đây chỗ này con cái. Nhớ hết à. Rồi. Này phải chưa chưa đi thăm thì nó dễ. Giờ này nước nó hay còn ngập. Nước nó hơi còn ngập nên mình rồi cái này. Rồi này các bạn. Nó nhảy nè. Bạn thấy không? Cá trên đây cá khủng không nha các bạn ơi. Cá thép luôn quá trời luôn nè các bạn. À. Rồi tiếp tục thôi các bạn ơi. Đây nước hơi nhiều á nên mình đi thì nó cũng hơi khó nha các bạn. Đi kiếm mấy cái lợp thì nó cũng hơi lâu. Đây con cái nè. Đâu đây con cái. Đây, đụng. Đụng rồi. Cái này được mấy con các bạn. Cái này ít. Con hai con à. Cái này ít rồi. Dạ trời ơi. Né rồi dữ lắm mới được. Cây cối quá trời cây. Làm gì nhớ đâu đây con cái. Trời ơi, cá nó bự nè các bạn ơi. Đó, thấy không? Rồi con cá ăn dừa đó, khiếp hồn cá ăn dừa luôn kìa các bạn. Thấy nó luôn. Cá cành cành không? Bốn cái à. Rồi, ốc đen. Ốc đen nó bò lên trên. Như đâu ở đây có không ta. Đây một cái nữa các bạn. Cái lợp này lợp hai hôm.
Cái này hai hôm hai đầu nè các bạn. Trời, dính hai cám dừa hết biết, hai cám dừa luôn, hai cám dừa khủng luôn các bạn. Rồi, tiếp tục thôi. Đây, đây thì mình không có đặt. Rồi để mình tắt cái máy, mình qua cái cục này một cái nha các bạn. Tiếp tục nha các bạn. Ở trong đây nè, trong đây có một cái, cái khu vực rừng này nè. Rồi, dính cái gì rồi. Rồi nó quậy nè. Bạn thấy không? Quậy nè. Đang xen cắm các bạn. Cá tép. Này cũng sương sương, cũng lây gai, cá cũng ngon. Đây con cái đã, nó hơi gần. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ôi ôi, quá 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 rồi các bạn ơi. Ôi ôi, quá cái này các bạn, cành cành không, cái này quá cá rồi các bạn ơi. À, hồi cái này về đổ ra cái mới đã nè các bạn. Đó, thấy không? Cái này whip luôn các bạn. Ôi vô rồi. Đó, làm được chục cái vậy là hơn ký khỏe. Này các bạn nha, cá cái nào, cái đường này các bạn nó có cá nhiều các bạn. Ôi ôi, con già. Đi lên bỏ cái này ở đây một cái, đi xuống dưới đây thăm còn mấy cái nữa. Dùi cây đập. Đây, chỗ này một em. Rồi, nặng à. Lập hai đầu, nặng à. Không, không phải hai đầu. Một đầu, chỗ cá này các bạn ơi. Bự. Ừ, cá nó bự. Cành cành không. Nó siêu quách luôn. Quá trời im. Cá như vậy đó mới đã đó các bạn. Dướng cái gì. Ở góc này để con cái nha. Rồi. Rồi tép. Tép không à, tép với mấy con cám dừa. Ít, cái này ít. À, bên đầu bên kia một cái nữa là hết rồi đấy nha các bạn. Đầu bên đây. Đâu rồi, cái lợp đâu rồi. Đây nè. Đâu. Nè các bạn. Hai con. Hai con cá khủng với tép. Hai hôm, hai hôm hai đầu. Lợp này đặt cám dừa cũng im quá trời luôn các bạn. Đặt tép cũng im quá trời. Chạy quá chạy. Bây giờ đặt bằng cái lội đây. Lợp hai hôm hai đầu này. Nó im. Nó đặt cám dừa thì im. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái số lợp mình vừa mới thăm xong này các bạn. Mình về rồi mình sẽ đổ ra cho các bạn xem. À, các bạn ơi, mình vừa mới đem cái số lợp mình về tới nhà rồi nè các bạn. À, bây giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem nha. Hôm nay cá nó cũng hơi ít nhưng mà nó được một cái nó bự nha các bạn. Đây, đổ từ từ cho các bạn xem. Cái này thì cá nó rất là bự nha các bạn.
Trời ơi, hai con cá khổng lồ này các bạn, cá dừa nè, cá khủng, hai con cá khổng lồ luôn nha các bạn. Cá này cũng được mấy con cá bự bự không các bạn, ở trên đó bạn thấy không, cá cành cành không các bạn, cá khủng rồi. Bữa nay vô em nào nói cành cành không, cá này cũng vậy, cá này tép nhiều quá nè. Trời, con cá này ra không được. Rồi con cá gớt nghe mà nghe cái bịch nghe các bạn. Là cái con cái kia nhiều lắm. Đây này, cá. Tép, bữa nay tép nhiều. Tép nhiều lắm. Trời, cái đó ghê các bạn. Cái đó quá trời cá này. Đây. Cá này cá mới khủng này nha các bạn. Nó nhảy ra ngoài kìa. Nó nhảy ngoài kìa. Trời. Ở mấy cái mà được nhiều này cái này. Cá bự á nên á. Ê, cái này nè. Cái này nè các bạn. Cá nó nằm nè, lên hết trơn. À. Thấy gì nói ít ít chứ cũng đâu có ít đâu. Cá cành cành không. Cá tép. Nhóc hết trơn rồi đó các bạn. Rồi cái này quá trời tép luôn rồi. Tép thôi. Cầm đỏ. Ừ, chân lên đầu tôi đúng đấy. À, con cá gì vậy? Cũng bộ luôn chứ đâu có ít đâu. Cái này cũng nhóc hết trơn rồi các bạn. Cái này cái đầu tiên rồi. Cái nắp gì đâu mà chặt. Hết hả? Này các bạn thấy có cái đó. Cái này nó đổ mà nó đổ không ra con ốc. Ốc bự quá. Phải bự cho nó dướng cái miếng ấy nè. À, đổ trên đầu của anh luôn nè. Quá trời đã luôn nha các bạn ơi. Đây nè. Để mình kiếm cái gì mình lựa mấy con ốc này ra chứ. Cái gì hoài thế. Đưa nó khoảng nay thứ năm đây. Để mình lựa cá này ra. Rồi con nuôi con rồi. Cá dừa hôm nay khủng không nha các bạn. Con nuôi con gì? Nuôi mấy con cua nè, nuôi mấy con. Nè, má làm cho nè. Nuôi mấy con cua, mấy con còng. Nè, bỏ vô thùng vô. Không nuôi rồi ăn còng với con cá sao sống? Đó, còn con còng đó rồi. Ăn còng cua cá hả? Ê, bọc ra Thi ơi. Nè con nít nhất mấy con cá đó mà nó nằm đâu chờ còn. Nè con cá còng. Con nít nhất là con cá này. Con cá bình bình. Cá gì không biết không? Con có, cá. Con đâu biết con cá ăn cái gì đâu. Cá sấu nước ngọt. Cá trống nước ngọt nữa. Hôm nay cá cũng không thua gì bữa hổm nha các bạn. Tại vì cá nó bự ấy, cái số lượng con nó ít nhưng mà nó nặng. Rồi rồi, con cua rồi, con cua rồi, con cua đi dân cộng. Hổm cá nó nhiều nhưng mà cái số lượng nó nhỏ. Nó ngủ rồi. Có mấy con cua nè, mấy con cua cá nè. Con nhất là con cua chưa to. Con cá con gẹm. Con gẹm con lắm. Đây. Đây. Thả lỏng. Bọc lên nóc. Đây đây nè nha các bạn. À, mình thu được bao nhiêu nè. Quá trời đã luôn nha các bạn. Cá bự bự không à. Mình xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo của mình. Các bạn xem hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình nha các bạn.
u rẹm.